Một thanh niên chuột chân chết rồi. Ờ, thanh niên kia chuột chân ngủm rồi. Thanh niên Ba Mi thanh niên hồi nãy, Ba Mi thanh niên hồi nãy liêm sĩ lắm, là không có lấy đồ nên là chết. Còn tao với mày, ba thằng này lấy đồ nên là còn sống. Thôi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Ba Mi. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kè. Thì hôm nay mình và Ba Mi sẽ chơi Roblox Home Sweet Home. Thì hiện tại bây giờ Ba Mi nó mới vừa mua được một cái chiếc xe mui trần màu đỏ chói. Ghê không? Má chơi bộ chén không? Mày trả thưởng kìa. Mà nó mua cái 3 chiếc luôn nha mọi người. Thích chiếc nào xài chiếc đó. Công nhận Ba Mi giàu nhất nách. Giàu vãi đái kìa. Có hai cái bồn bông, hai cái bồn nước nữa kìa. Rất là phong thủy không? Và cái phong thủy, em mày mua xe sao coi như mày để xe ở đây chi ba? Thì nhà rộng quá, biết để làm gì nữa, để cho mấy cái đường á, để cho fan với lại mày á, thích thì cứ lấy chạy không? Ồ nặng ní. Vậy được, ok, và bây giờ mình sẽ lái thử coi cái xe của thằng Ba Mi nó chạy phê pha cái mức nào đi cứu. Ok, để chiếc ba bên này đi, hai chiếc kia để cho fan đi. Đó rồi, tao lên rồi. Ê, không phải tao lái, tao không có ngồi nghe ghế lái được. Không cho tao lên mày. Vô, come on. Xe mày mà sao mày lên không nổi mà. Quá đông quá, nó chen lấn. Mày chạy ra, mày chui vô lại. Thôi khỏi, tao lao ra rồi nè, đi qua đây, Thôi, tổ game mọi người đông quá nên là mình để cho mọi người vô, xe giữa luôn, vô. À, tao lái luôn nha. Mà quan trọng có vô được hay không kìa. Trời ơi, rồi. Đây là đi ra luôn. Ba sẽ đứng trước là cô. Khó vãi chướng ra chứ sao mà vô xe gì mà nó khó khăn dữ vậy trời. Ô xe đi luôn rồi đấu phóng. Sao mà sao dân chúng đi nhiệt tình vậy mày? Sao xe mày mà khi tao thấy khó khăn lên, khó khăn vãi chướng ra. Holy shit. Ê cái xe bên này. Yo. Rồi chả nó xin chứ. Lù đây ơi, gì kỳ vậy? Chỗ hình điên cái lẹ giống ai luôn. Ok, tao vô rồi. Tao chưa vô. Chạy ra đi. Tao ra rồi, qua xe dứa, nhanh lên. Xe dứa. Tao nhận cái xe của mày đó lên cực khổ vãi chướng. Nè, tao lái xe, vô đi. Đang vô. Rồi. Ok. Lên xe mà cực khổ vãi chướng. Công nhận muốn đi xe cùng vào mì mời vãi nồi luôn. Cảm như hôm nay fan đông quá nên là mình nhớ kia nãy giờ nhường cho fan đi, giờ mới được lên xe rồi. Đó, ok, bây giờ mình sẽ chở mọi người đi vòng nha. Ok, rồi, hay quá. Ai, để coi thử, vì mình không được lái nhưng mà thôi kệ, để con Ba Mi lái cũng được. Để coi Ba Mi lái mà không ổn là tán xéo hán liền. Lũ đạn. Công nhận xe chạy ngon vãi sướng. Mày lái thử. Ê Ba Mi, công nhận xe chạy ngon vãi sướng, xe chạy êm ru luôn mày, không có khói luôn. Thế ông ta kêu mua chiếc chúng tao chạy đi, ông chịu, bữa đầu mua xe tăng để dành tiền mua xe tăng mà. Ba Mi, hình như là xe mày chạy bằng dầu á, lộn, xe mày chạy bằng điện sao á, đâu có khói đâu. Trời ơi, tao là xe tao tiết kiệm môi trường á, lộn mà gì à. Bảo vệ môi trường ba chứ cái kiệm môi trường là gì. Bảo vệ môi trường. Tào lao. Ủa? Đó. Ê mày đi đâu vậy cứu, sao cái gì mày dừng cái chỗ này vậy? Đây là nhà hoang mà. Gì? Đây là nhà hoang mà. Kể nguyên khu mà thấy có cái nhà nó lạ, mình cứ vô mình thám hiểm thử thôi, hôm nay rảnh mà. Ôi, nhà gì máu không gì ba, mà gì mày chở cái vô đâu vậy? Nó không luôn. Ôi tính là tao mày gan dạ dễ sợ. Nó thấy thấy không? Thanh niên kia còn nói mày lái xe lái không ổn, đúng là không ổn thiệt mà. Ồ. Ê mày ở bên ngoài là giống như chờ nó đang bị cấm nhưng mà vô trong này nó không giống như bị cấm mày, nó không bị giống như không phải bỏ hoang á, nói chung là có người đang xài sao đó. Giống như có người đang ở trong cái nhà này vậy đó. Ồ. Ê, đi thám hiểm xung quanh nhà thử. Nói là yên tâm thoải mái đi, coi như nhà mình nha. Tào lao, nhà của người ta máu me xung quanh đó mà cậu trong đây mà cậu không thấy máu nhưng cậu cũng hơi lo lo nè. Mày cứ tự nhiên như nhà của mình đi. Đâu rồi, đi qua thử cái phòng kế bên thử coi. Ở đây có cái... Đi dạo đi nha các bạn. Mình nói vậy chứ mình ở ngoài mình đi vô là mình nó béo béo rồi đó. Ồ. Ủa, ở đây có cửa mà mở không được. Ấy, tao vô được hả ba? Ủa, vô được hả? Ủa, sao tao mở cửa không được mà mày vô được? Ồ. Thật là hú hồn. Mà nhà nó có nhiều cái bí ẩn giống anh. Đó, đi nghiêng rồi mới ghê chứ. Ghê chứ. Ê mày, cái giường sạch quá là trắng bóc luôn, không có biển dơ luôn.
Ôi ơi mày, nón này giờ tao đổi cái được không? Trời tao đổi luôn rồi nè. Ồ có luôn hả? Đổi nón ấy, tao cũng đổi nón được luôn nè. Ờ sao tóc tao sai trái quá vậy? Tóc thằng nào cũng sai trái rồi, mày tao đổi hai cái luôn á. Ồ, Ivami, có cái chìa khóa nè. Rồi thanh niên này lấy luôn rồi. Nguyên một cái chìa khóa màu đen. Như cứ theo vậy. Nguyên một cái chìa khóa màu đen luôn. Ồ, ghê thật. Chìa khóa, trời ơi, bồn tắm nằm kìa, cái bồn tắm nằm nhìn mất cười quá à. Tao chả biết bồn tắm đó để làm gì luôn á. Tắm nó để chụp chân làm gì ba, có lần tắm xong ra là nước nó sẽ rút vô đó. Ghê quá, thôi, để coi thử nó nói là cần hầm đã được mở cửa rồi, bây giờ đi vô thử cần hầm. Ồ đây nè, cần hầm đây nè, vô. Không biết nhà này có gì không? Tao không biết nhà này. Tao không biết nhà này nhà của ai luôn á. Mà sao tự nhiên vô lấy đồ đội nó như đúng rồi á. Tao không tin luôn á. Có người liêm vẫn giữ tính liêm sĩ nên là không lấy đồ của ai hết. Ôi, ôi, bà thấy ớ ba lạnh ba, chuyện ai mở đèn tắt đèn vậy? Sao đứa nào chơi kỳ vậy? Ôi mới vô đây thấy máu không ở ngoài rồi vô đây rồi thấy không ai, mà thấy cái gì cũng sạch là thấy quéo quéo rồi đó. Ủa có vẻ như là người trong nhà này sống khá là sạch sẽ. Rồi giờ là làm sao mở cửa cây ra đi ba đi qua. Nó nói là tìm cái đi hoài. Nó nói là tìm cái gì đó để mở cửa. Á chù cho nguyên cái rìu như chỗ này luôn. À có cái rìu nè. Ô S. Họ đập cái cậy cửa ra, cậy cửa ra. Trời ơi nhà của đậu khổng đâm đập mày. Mày đã cầm cái rìu rồi mày còn cậy cửa nữa hả? Mày hư cấu gì vừa thôi chứ. Ở đây có ai bị nhốt rồi cô? Ai vậy? Đây nè. Ô ông lão. Ủa ông già. Ủa sao lại có ông già trong này ta? Đồ ông già mà cái quần giống tao mày, cái quần cái đôi giày giống tao vậy. Có khi nào là ông nội mày không? Ôi hên xui lắm ba, có, ai biết ổng ai đó tự có, nhiên. Có cái quần truyền từ đời, đời ông tới đời cháu không? Ê ổng nói gì ổng kêu là ông thằng nào cháu ổng với ổng kìa. Tao ra đây hỏi ai? Gì ai nhốt ông hay vậy? Hi hi, ui. Ổng ở đây. Ủa sao thằng, tao nó đang ở đây, không? cái thằng mà nhốt ổng đang ở đây nè. Để coi thằng nào vậy? Ê! Cái gì mà lùi cái vậy? Vai. Vai nồi cái mặt cái ghê vậy. Trời ơi, Vami ơi, nó nói cái chữ, cái nó ghi cái chữ trẻ trâu dễ sợ luôn vậy. Tính là thằng quỷ này trẻ trâu lắm luôn nè. Tin cớ. Vai, thằng này trẻ trâu lắm luôn mọi người. Mọi người thấy không? Chữ viết là chữ hoa chữ thường, chữ hoa chữ thường đúng đúng đúng, đúng chất trẻ trâu luôn. Nó kêu mình sẽ chết ngay bây giờ mà trong khi nó tự tê lê bọt đi chỗ khác mà nó không giết mình luôn. Nó công nhận thằng này trẻ trâu. Thề luôn Vami, thằng quỷ này trẻ trâu. Là nó xài tin cốt luôn á. Ủa, tao không tin luôn á, nhưng mà tao hỏi sao ông này ông bị nhốt hả? Có khi nào ông này lại là người thân gì của hắn không? Có nghĩa là nó có nghĩa là nó không giết nhưng mà nó chỉ là bắt cóc thằng này, bắt cóc ông này lại thôi. Ờ bắt trong đây bữa giờ nhà sạch sẽ là tao không biết ai là người lau dọn chắc nó luôn ba. Vì tao nghĩ thằng này mặc dù nó trẻ trâu nhưng mà được cái nó thích sạch sẽ. Ê, có khi nào nó con ổng mày? Cũng có thể. Ui cẩn thận coi chừng chết. Ờ, như thế nào đó xong nó vẫn dọn nhà bình thường. Nay người lạ vô nó sợ báo công an nên nó phải giết tụi mình đó ba. Ôi nản ý. Rồi. Một thanh niên chịu chân chết rồi. Ờ thanh niên kia chịu chân ngủm rồi. Thanh niên. Ê ba mi thanh niên hồi nãy, liêm sĩ lắm là không có lấy đồ nên là chết. Còn tao với mày ba thằng này lấy đồ nên là còn sống. Ba thôi làm rồi đó. Ê mà hai đồ nó đen đồ nó trắng ba. Nghĩa là hai bay đen tối tao trong sáng. Đấy. À mày trong sáng, chắc trong sáng á. Chắc con người đúng không? Nghe vãi sướng ra chứ đứng đó mà trong sáng thiệt tình. Ê mày nó kêu nó giết mình mà nó biến đi, nó cười ha 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 ha. Có cái nào nó gài bẫy mình không ta? Đã nói nó chỉ trâu mà. Sử dụng tiên cốt là hiểu rồi. Ôi tao sợ mày ơi. Ok bây giờ chúng ta đi hỏi chỗ này thôi. Nói chung là vô mà gặp quỷ thấy nữa. Tắt đèn nữa rồi. Nó nữa hả? Cái nữa không mày? Vái sao ăn gặp hoài á, không muốn gặp mà ăn gặp hoài luôn á. Rồi xong, nó chơi nó chặn cửa luôn rồi. Bây giờ sao về? Cái thanh niên điếm thúi nó chơi nó chặn cửa kiểu này sao về? Vái nồi, thấy không? Gặp nó cứ mỗi... Cứ mỗi lần gặp nó là nó xài kiên cốt rồi, cái thứ âm binh đi chứ. Hay là... Ê ba mày hay là do tao với mày lấy đồ của nó nên là nó giết nó. Ủa nó đâu ta? Ê, cứu hồn. Đậu phộng làm có hết hồn mày. Quỷ già đó, đang tính tắt nhạc mày. Mày làm có hết tắt nhạc luôn. Âm binh. Nó đâu rồi? Nó đây nè, nó đang đứng đây nè. Tao ơi, nhìn nó. Ồ,
Trời, nó nhảy đúng 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 trẻ trâu luôn. Ok. Nó trốn rồi, hay quá, đã hết thời gian rồi. Ê, ra 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 cửa, cứu ra cửa, ra cửa, ra cửa. Xuất hiện được khoảng thời gian nhất định thôi, còn lâu quá là nó sẽ bị gì, nó sẽ biến nó có mất các bạn ơi. Nó đang bị tiêu chảy. Phải rồi, nhìn mặt mày mà nó muốn tiêu chảy luôn kìa. Ủa vậy luôn hả? Thấy Nó chưa, sẽ cuối cùng cũng ra được bên ngoài rồi nè. hồi nó kêu ăn ăn du rồi du du qua ai ai bậy rồi bậy rồi mày kêu nó tiêu chảy mà. Ngươi nghĩ là ngươi có thể trốn thoát ra khỏi chỗ này ư? Để nó viết chữ đàng hoàng lại kìa ba. Vậy nó bớt chảy trâu rồi đó. Hãy để chúng tôi yên. Không bao Không bao giờ. giờ ngươi đã phạm một cái sai lầm, đó là xâm phạm vô cái vùng đất của tao, Không và bao giờ chúng tôi bay chính sẽ thức. chết. Ta bỏ đi ba, chạy tiếp đi ông ơi. Rồi, vậy thôi Why nó. would you like this? Why you like this? Tại sao mày lại muốn như vậy? Nói chung là nó cảm thấy là cái cuộc sống của nó bị đảo lộn hay gì đó. Bây giờ là nó sẽ khiến cho tao với mày với thằng này sẽ bị giống như vậy. Ê gì? Rồi xong. Bye bye, chết luôn rồi. Continue nghĩa là tụi mình còn sống đó à. Là chết rồi đó chứ sống gì nữa. Nó nói nó kill us, nó kill rồi. Rồi ok các bạn Đấy, thì nồi. hết phần 1 rồi thì nó kêu là nó dí hay nó tán bằng tay mỗi thằng một bàn tay mà không biết có chết hay không nữa Thì chết mà rồi mình cũng đó, chết chưa rồi. chết. Bây giờ quan trọng là mốt lần sau tao không để cho mày chở nữa. Cái thứ âm binh mày chở tao đi đâu không à? Thám hiểm của nhà hoang Thế như ngôi nhà hay cái quần, tự nhiên mục đích gì khoe xe mà tự nhiên cả đám đều chết 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 chùm vậy đó. Mọi người có nguyễn thấy nga có lên quá trời đáng rồi không ba chứ? mọi người bạn có thấy gì không, có Thấy một cái cái nhà gì? ngoài kia kìa, nó đẹp quá, nó bự quá, nó biệt thự đó, nhưng mà sao nó máu không vậy, chắc là có ai đó cần giúp đỡ mình cho mình giúp đỡ đi rồi má làm họ thân thiện cái Ôi má của tánh nó rồi, đẹp tánh tánh thánh thiện ghê luôn á. Không tin là tánh nó thánh thiện tới mức mà nó thánh luôn cả mọi người luôn. Âm binh. Ok, dần lý đi cu. ok các bạn xem mình rất nha sẽ dùng video đây thì các bạn thích cái này nhớ để lại cho mình một like một share và một like channel của mình nhớ thêm nhiều video mới ngày các bạn nhé các bạn mọi người Bye bye.